2 Quang Ca tại 71 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận. Kính chào tất cả chị em và cô dì chú bác nha. Hôm nay Quang Ca sẽ review và lên cho anh chị em xem một con Vairo 160. Em mới đổi ở của khách ở cửa hàng ha. Khách lấy xe SH đổi lại một con Vairo 160. Hello cô thợ. Cô thợ làm gì đó? Rồi kêu xe review con xe này cho anh em coi biết con xe này Vairo gì không cô thợ? Đời 23 cô thợ ơi, giật hết năm của tôi rồi. Ha, đây là một con Vairo 160 đời 2023 nha anh chị em. Khách đặt thùng năm 2023, xe mới được có vài tháng thôi ha. Gầy đấu vẫn còn nguyên si ha. Như một con xe thùng. Không khác gì xe thùng hết. Tại vì khách đập thùng 2023 thì mới chỉ đi được có vài tháng thôi, vài ngàn km thôi ha. Giờ trước khi gỡ keo và chuẩn bị đem đi tắm rửa em đó, Hoàng Ca quay một vòng sơ cho anh chị em. Đây là 160 sắn CBS nha anh chị em, nó phải là ABS nha. Giá chỉ nó rất là học sinh, chỉ có 40 lú tí xíu thôi là anh chị em sở hữu được một con xe như xe thùng, không khác gì xe thùng hết. Vairo 160 à. Xe này Hoàng Ca mới về cửa hàng, mới đổi ra cửa hàng, khách lấy SH ý nhập đi và để lại một con xe này à. Nên Hoàng Ca chưa có xì ba gì hết á, chưa cô thợ gỡ keo ngày nay chùi keo và đem qua xì ba sạch sẽ. Chắc đó Hoàng Ca sẽ up lên lại cho anh chị em xem hoàn thiện con xe như thế nào. Về nhìn về hả, nhìn về à. Khi nào con xe này hoàn thiện Hoàng Ca sẽ quay lại cho anh chị em xem cái vẻ đẹp và toàn diện của con xe nó nha à. Xe này Hoàng Ca bán bao sang tên, bao rút hồ sơ 64 tỉnh thành cho anh chị em luôn. Nếu anh chị em ở tỉnh thì Hoàng Ca sẽ chốt xe, thì anh chị em xe sẽ giao về tận nơi nhà cho anh chị em luôn, về bấm thành một con xe mới hoàn toàn luôn anh chị em. Gỡ keo coi là điệu đây à. Trời ơi, 8 năm mới xong con xe này, gỡ keo quá trừ lương nha, trừ lương nha. Có lương đâu trừ hả? Thôi tội nghiệp phải làm, không có lương luôn hả, trừ luôn hả ha. Anh em ở 64 tỉnh thành cứ alo thì chốt con xe, Hoàng Ca sẽ giao xe và rút hồ sơ sang tên ở thành phố bất kỳ nơi đâu cho anh chị em nha. Vairo 160 đăng ký 2023 siêu lướt. Ôi, chào mọi người.